Dạ yêu ơi, anh nghe nè anh yêu ơi. Cho vợ hôn không? Cho. Thôi để đi coi hôn game thế nào rồi. Thấy chưa? Tính có lén nhìn tao không? Có thấy không? Có thấy không? Nhìn bên đây mà giống như xéo xéo, mắt tập mắt xéo xéo, nhìn cũng thấy. Làm thấy có hôn rồi phải không? Thấy rồi. Hôn này có bị. Xin chào các chú chị cùng quý khán giả đang quay trở lại với gia đình của anh Long. Hiện tại thì bạn đang có mặt tại nhà của anh Long, hiện tại là cũng nhờ được 60% rồi các chú anh chị. Thì anh Tấn chào Mạnh Thường Quân đi anh. Chào Mạnh Thường Quân, chào mấy khán giả. Rồi cho em hỏi là cái cột này là phát sinh ra là sao? Cột này anh Long ảnh đi theo máy cắt đó để kiếm tiền vô để dán mấy cột này nè. Bây giờ cũng dán xong phía bên đây rồi. Là dán cột luôn ha? Dán cột luôn. Cái này ảnh đi theo máy cắt dành dụng tiền được. Bây giờ tiến hành làm cho ảnh cho đẹp nhà. Nói chung là dán cột thì nó bền, nó cột nó có bị mục. Đúng rồi, tại nó có bị mục sau này. Hai cột này với lại nó có bị đóng gông ở ngoài đó nữa. Chịu nắng mưa này, hai cột này. Cột này hai cột chổi cái máy. Hai cột chổi cho máy chứ. Ủa tô hết chưa hả? Ừ, anh em đang tô ở trong. Còn máy ngoài này với vách ngoài. Thì chắc tuần này xong luôn rồi. Ừ, gán cho anh em làm hết tuần này cho xong nè. Bây giờ để rồi xong xuôi mới tiến hành dán cái mặt tiền ở trước. Còn phần ở phía phần ở trong xong xuôi hết trơn này. Anh em tô gỗ hết trơn. Tô cũng lá quá ha. Còn bên bên đây cũng đã xong xuôi hết trơn, dán gạch. Dán gạch đầy đủ hết trơn. Chỉ còn bê bọng cho nó khô tường. Đúng rồi, cho nắng khô đi. Cho nắng khô mình nó khô á là mình đi bê nó sẽ an toàn, nó không bị chóc sau này. Đúng rồi. Anh quét ướt quá nó bị dột đó. Ừ đúng rồi. Còn bên đây là phòng ngủ cũng anh em tô xong xuôi hết trơn rồi. Phòng ngủ bên đây cũng rộng rãi lắm. Bếp đổ chưa? Bếp cũng đổ xong, mới đổ xong nè. Chưa sửa tém mấy cái hồ lên đó. Đó. Còn bên đây thì bên rửa chén. Bếp ga đâu? Bếp ga bên đây. Này. Trừ cái này là trừ cái lỗ để thọt cái cọng dây ga. Còn cửa sổ cũng đã xong xuôi hết trơn rồi. Ở đây là bếp với lại nấu ăn nấu gì nhìn ra ngoài lộ cũng thoải mái nữa. Cái này chơi toàn bộ là sắt mười không, câu có sắt mười ghim vô vách tường. Thấp quá không? Không thấp đâu. Là khoảng cách từ đây đi là 6 tấc mấy, 7 tấc á, bình ga của mình chỉ là 5 tấc mấy thôi. Bình ga là nhét vô trong này vậy? Bình ga là nhét vô là vừa đó. Tại cái này là em đổ là em luôn luôn là canh cái bình ga của người ta. Để người ta nhét vô cái ở dưới là nó không có bị kẹt ở ngoài. Gỡ mấy cái dán này xong xuôi hết trơn là nó còn 6 tấc mấy, gần 7 tấc đó. Ngang á hả? Ừ. Còn mình làm cao quá thì tới để cái bếp, để cái nồi là nó sẽ huốc. Khó làm đồ ăn á. Một lớp bếp ga thôi, cái nồi nữa. Một lớp bếp ga với một lớp cái nồi nữa. Mình khó làm đồ ăn. Thà là canh dừa mấy cái bếp ga của mình để dưới là dừa. Thôi bếp ga đây đứng lâu đi. Con ngắn nào anh thấy? Không. Khoảng cách từ đây đi 1m2 đó. Bếp ga chỉ là khoảng cách từ đây tới đây à. Cứ từ đây tới đây à. Rồi còn bên đây là xong xuôi là đi cái ổ điện ở đây. Để nồi cơm điện ở đây nè. Ổ điện không nên để cái lửa. Nếu mà không để bên đây thì để góc bên phía đó cũng được. Bên đây nè. Thì để bên đây cho nó hợp lý, cắm nồi cơm điện á. Cắm nồi cơm điện á. Ủa bếp ga để đây anh để nồi cơm điện ở đâu? Để ở đây cũng được nè. Là khoảng cách bếp ga là khoảng có 6 tấc mấy à. 6 tấc mấy là từ đây đi qua bển là mấy mét 2 lần đó. Vậy là... Thôi em nói nghe nè, nồi cơm điện á để... Không thôi, để nồi cơm điện phía bên đó cũng được đó. Đây nè, nó còn đó. Vị trí nè. Còn vị trí bên đó. Nấu cơm để ở đây. Có nói chung là cái này là cái lavabo ở đây phải không? Lavabo á, đúng rồi. Lavabo chỗ rửa chén đó. Rồi còn bên đây là phòng toilet. Nhà vệ sinh dán rồi hả? Nhà vệ sinh dán rồi. Đây là 1m2 à?
đây là một cái thai nhà vệ sinh, ba cục mét thai, có điểm nhắn ở trên hết. Nói chung chú chị nếu mà bạch nói luôn á, nhiều khi có khán giả nói tại sao không mét 6 hay là mét 8 gì đi, mà cái đó không phải, tại vì cái giá thành nó vậy thôi. Tại chứ... cái giá làm hợp đồng nhà bên nhà từ thiện thì nhiêu đây rồi, với lại mình cũng góp phần vô mớ bên đó, mình tiếp được nhiêu thì tiếp. Nhà thì làm cho anh Long với chị Vy là chất lượng 100%. Chứ anh Bảnh xuống bài, anh Bảnh quay bài thấy cũng đạt tiêu chuẩn. Tại em cái nào ra cái nấy. Nhưng mà vị trí số tiền mình hợp đồng nhiêu thì cái đó mình làm nhiêu. Với lại giống như phát sinh chỗ nào thì cái này em có khả năng thì em làm. Còn không có khả năng thì em cũng tiếp được nhiêu thì tiếp. Cho em hỏi mấy cái sắt mà nó chờ lên đó là gì? Để nó kem chờ lên đó để hàng lòng tay lại. À, sắt chở đó chú anh chị. Sắt chở trên toàn bộ là để câu lòn tay lại hết á. Dạ, dạ, đúng rồi. Câu lòn tay lại mới chất lượng nhà của anh ta là đúng nó rồi. Câu được hai bên vách luôn. Đúng rồi, nó không bị đó. Bung qua và mà nó không bị tốc máy. Đúng rồi. Chứ hồi xưa anh ta làm nhà là anh ta không có làm vậy, anh ta chỉ là đặt luôn cái khốp đi thôi là xong. Rồi, còn cái này là em là chừa sắt gâu trên đó hết trơn để câu lòn tay. Ừ. À, có gió bão gì không bao giờ bay lên nổi. Đó. Ok, ok vậy tốt. Còn mấy cái phần này là toàn bộ là đổ đà hết á. Cái gạch nước ở trong toilet này anh lấy có gạch nước không? Có gạch nước ở ngoài. Ừ, cái này là gạch nước á. Đúng rồi. Da... gạch nhám chứ không bị trơn. Đúng rồi. Trong nhà vệ sinh phải lót gạch nước cho người ta. Ờ, trong nhà vệ sinh thì luôn luôn là gạch nhám à. Để mấy đứa nhỏ đi mắc công trơn trợt. Nó trơn trợt té khó lắm. Rồi chứ còn lâm len nào nữa, đầu dao lem nữa, mắt bê nữa, thấy lột nữa xong rồi. Đúng rồi. Để cho anh em làm cho... hết từng này cho gần xong nè. Phòng khách rộng ha. Ừ, phòng khách rộng. Ngang 3m3 đó. Phòng khách là để được bộ dáng rồi đó. Ừ, để được bộ dáng đó. Để dư ở bên đây góc ngồi chơi. Ừ. Đây có đường chỉ không anh hay là sao? Có đường chỉ mà để cho nó khô cái mới bắt. Để không thôi nó còn ướt mình bắt là nó bị bể nứt cạnh đó, thà là cho khô vậy đó, càng khô gáo thì mình bắt chỉ càng đẹp. Vô đây nữa nè phải không? Ừ đúng rồi, còn cái đó là chưa bắt cạnh. Ừ. Anh em làm không kịp. Nói đi sao thoải mái quá. Ừ. Nhà này là gió vô thoải mái, mát mẻ nữa. Đi còn gạch ở trước A hoài vô hết trơn nè. A dài dữ vậy. Ở đó không chưa cái mà chậm lắm sao vậy. Đâu rồi gạch anh để đâu vậy? Đây gạch để đây. Coi gạch coi. Đây. Gạch sáu. Gạch sáu môi này là gạch chỗ phòng bếp nè. Chỗ bếp nè. Rồi còn gạch này là đây. Gạch lót hả? Gạch nền phải không? Cái này là gạch nền. Đúng rồi. Trắng gân. Trắng gân mây. Trắng gân mây rất là đẹp. Hả? Rồi còn gạch này thì gạch toilet nè. Toilet dán rồi mà. À gạch sàn. Để xé gạch nhám phải không? Gạch nhám á, đúng rồi. Đúng rồi, nhà vệ sinh mới đi gạch nhám để người ta đi á. Nhà vệ sinh dán gạch nhám thì không bao giờ nó bị trơn trợt. Đó. Ừ. Rất là nhám. Nhám gì mấy nhỏ nít nó đi vô tắm rồi đi gì nó không bị trơn trợt. Còn cái này là bồn cầu. Bồn cầu thì xài đồ bấm ha. Nhấn nút tự động đúng không? Nhấn nút tự động á, đúng rồi. Đúng rồi, hiểu rồi. Nhấn nút tự động, bây giờ cho anh em để ở đây. Ủa cái mặt tiền dưới cái cột là chủ nhà thêm tiền vô hả? Ừ, chủ nhà thêm tiền vô gạch cột này với gạch mặt tiền. Dán tới chỗ đầu cửa sổ. À là dán tới đầu cửa sổ luôn? Dán tới đầu cửa sổ luôn, đúng rồi. Thì là hai vợ chồng này cũng biết tính á. Ừ. Biết giữ tiền để mà làm này được bền lâu á chú chị. Tại vì ở hành lang mặt tiền trước nếu mình không dán thì giống không như vậy. Nhà của mẹ của anh Long á thì nó rất là dơ.
Tại vì con của anh Long tới 4 đứa. Chứ sau này nó bị có mưa tạt vô thì nó bị phản gông. Một gông luôn á. Ừ. Lên gông á. Ừ. Mà ảnh đi làm máy cắt chị dành dụng tiền mua thêm dán mặt tiền ở đây cũng đỡ một phần nào. Chứ lại sạch sẽ nhà cửa ảnh nữa. Chứ lần bên thấy thời gian trúng nước nó cũng bị lột. Ừ đúng rồi. Cái máy hiện ở trước là toàn bộ là câu gâu để bắt loạn tay hết. Ờ. Là mình không có sợ. Ra loài tới đây tới cái mí của đây không? Không đâu. Loài ra là từ đây đi ra 1m8. Ừ. Khoảng tới đây. Suốt cái đầu cột á tông xuống gì đúng không? Tông xuống rồi đúng rồi. Điểm nhắn tôn công. Thì dán bên đó, dán mặt tiền bên đó rồi không dán bên đây luôn. Ừ. Tới cái mí cửa thôi, tới mí cửa. Tới mấy cửa ở trên đó. Ừ, sau này anh xây nhà anh phải để cửa rộng vậy nè, 2m mấy mới vừa. Ừ, thì luôn luôn là bên em hồi nào tới giờ là làm là cửa là luôn luôn là 1m2. Ừ. 2m2 hết toàn bộ. Lỡ người ta có đám tiệc gì đó, người ta ghim cái bàn ghế ra hay là ghim cái giường gì đó ra không tiện. Có đụng chạm nữa. Ừ. Nếu mà làm cửa nhỏ quá thì nó bị đụng khiên bàn khiên ghế gì cũng chật khó. Chật đó đúng nè. Khi nào lột anh Tấn? Khoảng có cho anh em tô xong xuôi hết trơn mới tiến hành lột. Lột xong rồi lăn bê ha. Lột xong mới lăn bê tại cho nó vách tường nó mau khô một chút. Lột xong rồi lăn bê xong vệ sinh xong hả lót nha, đừng khoan hả lót gạch trước. Ừ, tại lót rồi. Gạch trước rồi mình lót bắt dàn giáo nó bị chạy. Nó bị chạy đúng rồi. Đương nhiên là làm mấy cái trên gồ hết trơn á mới tiến hành lót xong rồi rồi luôn à. Đúng rồi đúng rồi. Còn mà mình lót trước á thì khiên vàng lên xuống gì là nó chạy gạch chạy gì cũng hơi khó. Ừ. Khó cho mình khó cho người ta đó. Đúng rồi hư hao người ta. Ừ. Mệt lắm. Cái đây là anh chán nữa, nghe nói anh chán cho gia đình luôn hả? Chán ra. Ừ, chán ra tới ngoài vì là mình dán gạch là dán từ mí cột, từ mí cột này vô trong. À từ cái mí chân dàn giáo này vô tới trong này vô tới trong đó. À. Vô tới đây, vô tới đây. Cái này còn xây xây trận á. Xây cuốn xung quanh phải không? Xây cuốn xung quanh á. Lỡ có nước gì mà đỡ ha. Xây lên rồi lên đất, tức cát. Xây lên lên đất lên cát nữa, lên cái nền nữa. Cho nó dơ giật cấp lên. Ờ, giật cấp lên đúng rồi. Ok ok. Còn cái này là chưa rồi xong xuôi nếu mà tiến hành là làm cái nền nó trước cũng khoảng cách cỡ tắc à. Cho nó cao hơn. Dạ. Còn nền thì thấp hơn ở trong nhà khoảng có tắc tắc ngoài là nó không bao giờ là bị sợ nước lớn nữa. Ừ. Đó lâu rồi đây coi, nó ở nhà hả? Đây coi. Dạ. Hỏi thăm cái coi. Đó, rồi bữa nay ở nhà hả? Dạ, bữa nay ở nhà. Nay làm gì? Nay tiếp đẩy cát với đá lại cho thợ. À, gom từ ngoài lộ vô hả? Dạ, gom từ ngoài lộ vô. Ừ. Cho em hỏi là cái này là anh tự bỏ tiền túi nha. Dạ. Chứ em không có tiền bỏ đâu á, tại vì giá thành nhiêu đó à. Dạ dạ. Ừ. Không em nói thiệt á. Dạ, thì em cũng phụ anh thợ hết 3 triệu để dán cái cột. Ừ. 3 triệu rưỡi để cái dán cột. Đây là muốn làm cho nó đẹp lâu dài phải không? Dạ, để cho nó đẹp, nó sạch nhà nữa. Ừ. Lâu lâu mới có một căn nhà chứ đâu phải bánh mì năm thợ mì thị mới. Dạ. Có nhà nha. Dạ. Bánh mì sáng nào cũng có. Ừ, đúng rồi. Thì nói chung là có ý tưởng như vậy là cũng tốt. Nói chung là không có được nhận thêm của Mạnh Thường Quân và anh Long rồi gắng đi theo máy cắt mấy bữa nay thì cũng dành dụm được mớ tiền. Hai vợ chồng đã nói chung là có hỏi ý nhau chưa? Dạ có hỏi ý vợ rồi. Vợ dành dụm được nhiêu thì giúp thợ nhiêu đó nhiêu đi. Rồi Long nói ra đi cho nó lên hình cho đẹp trai chứ coi. Rồi vậy là dán cái mặt tiền trước luôn. Dạ dán mặt tiền trước luôn. Rồi mà màu này tự chọn luôn sao? Dạ màu này tự chọn để cho sáng nhà. Thích màu trắng hả? Dạ thích màu trắng. Có ở dơ không? Dạ không có ở dơ. Thích rồi, vậy là màu trắng được sạch cho nó mát nhà mát cửa. Đúng rồi, nếu mà thích màu trắng vậy thì phải ở sạch nha. Màu trắng thì nó sáng nhà sáng cửa lắm. Đúng rồi. Ừ. Thì bật đèn lên là đỡ. Bật đèn lên là sáng trưng nè, chủ yếu là chủ nhà sạch sẽ chút là luôn luôn nhà tươi đẹp hoài luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó.
Ừ, nếu mà chủ nhà không sạch sẽ thì nhà thì nó mau dơ. Chúng là hơi cực xíu đó. Ừ. Màu trắng anh Long với vợ góp ý làm thêm cái dáng dách. Thì bây giờ cho em xin góp ý luôn. Bây giờ em nói với anh thợ là lai da làm cái đường chỉ người ta điểm nhấn xíu màu đen gì đó thì vừa vô cho nó ấy rồi làm cái kiểu anh để xong xuôi lấy cái gạch sáu tấc á. Ừ. Để làm cái điểm nhấn ở dưới để có chùi lao sau này nó không có bị dơ ở dưới nữa, rồi còn phần ở trên thì dán bình thường với gạch trắng. Đúng rồi, okay. Rồi còn cái điểm ở trên thì vẫn là điểm màu đen. Ừ. Đó để nhấn điểm có điểm cho nhà anh Long với cho nó đẹp nữa. Ok thì như vậy đi ha, vậy chốt ha, hai vợ chồng chốt luôn phải không? Yeah. Ừ. Thì em chỉ tới đi mỗi lần á em cập nhật cho người ta xem thôi, cũng như là quay nhà thì phải quay liên tục như vậy cho người ta biết cái công đoạn. Nhiều khi các anh chị công nhân ở Bình Dương hay là ở đâu đó làm công nhân mấy năm cũng được 110 triệu, 120 triệu gì đó, về muốn làm nhà giống như vậy thì ta cũng biết cái giai đoạn để ta theo dõi cái công trình của người ta, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Thì Bảnh thì làm lúc nào cũng có cái trách nhiệm của Bảnh. Nói chung là xây nhà nói chung lượt view thấp lắm, không ai xem đâu, mà cái trách nhiệm Bảnh thì làm thiện nguyện thì đeo đi theo sát cái công trình như thế này. Không biết anh thợ Tấn anh có buồn hay không nữa? Không, cũng bình thường thôi. Chứ mình làm nhà cho người ta đương nhiên phải có người xuống để coi thường xuyên để mình tiến hành làm cho chuẩn. Ừ. Rồi có sơ sót chỗ nào thì cứ nói để mình còn chỉnh sửa nữa. Ừ. Để không thôi xong xuôi hết trơn mới nói cái đó cũng mình hơi mệt, chỉnh sửa sau này cũng hơi mệt đó. Thà là nói trước để mình chỉnh sửa cũng dễ. Vậy cái nền nè cho em hỏi là mình chán tới đây không? Ra tới cột đi chứ. Đây. Nếu mà chán thì chán tới cột luôn. Từ bên đây đi ra ngoài đó luôn. Ừ. Đi là ra tới chân cột luôn. Ra tới chân cột. Chứ không lẽ mình chán cái đường nhỏ bỏ cột bên đó nỉa nhà. Đúng không? Thì làm giống như nhà, nếu mà ảnh tiến hành làm cái sân ở trước thì lấy ra từ mấy cột đó đi ra thẳng bên đó là vào là vuông nhà luôn đó. Ừ. Nếu mà ảnh đồng ý thì xong xuôi thì tiến hành cho anh em làm cái đó luôn, chừng nào xong xuôi hoàn thiện. Ừ. Rồi tiến hành làm cái ở ngoài này luôn. Ừ. Rồi sao đây nè, bây giờ anh Long coi. Sao rồi, hai chồng chịu này phải không? Dạ chịu. Tự lựa màu phải không? Tự lựa màu luôn. Ừ. Tại thấy nó đẹp. Tại vì trong nhà thì màu trắng chú anh chị. Thì kính sơn màu xanh ngọc đó thôi. Bây giờ bê anh lấy về phải không? Ừ, bê lấy về màu trắng rồi. Tại lúc trước nói màu trắng toàn bộ là xài trắng hết. Bây giờ em cũng toàn bộ làm theo của anh là màu trắng hết. Bê cũng màu trắng hết. Cũng lấy đồ lại hết rồi. Mua hết rồi hả? Mua hết đầy đủ hết trơn. Đổi cũng đâu được hả? Đổi lại cũng hơi khó. Đó. Thì biết sao giờ nói chung em cũng mừng nữa, thấy hai vợ chồng gắng gói ghém để mà làm được cái thêm chút đỉnh nào đó, được cái mặt tiền á thì nó sạch thôi. Ừ. Với lại cái cột giống như nhà của mẹ anh Long á, mẹ của em Duyên của chính chị thì không có được dán nó, thì con nít đó, nó quẻ tường á thì nó thấy nó dơ quá. Lắm. Đúng rồi. Nó sẽ màu dơ lắm. Nhà của mình nó tới 4 đứa nhỏ mà mấy mốt phải giữ gìn vệ sinh nghe. Dạ. Ừ, nhà của chị đó không phải nhà của em đâu. Nếu mà không lao là em khỏi dán gạch. Rồi mình đi làm mình về thì mình lao. Ừ, có lao không? Nếu mà ở nhà thì bé đó phụ lao. Ừ. Bé lớn cũng biết lao rồi. Ừ. Nó 11 tuổi rồi. Cũng sạch sẽ căn nhà mình là đẹp đẹp nữa. Người ta nói nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm đó. Đúng anh Long? Đúng rồi. Ừ. Cố gắng làm nghe rồi. Bệnh khỏe chưa? Bệnh thì nó cũng khỏe đỡ đỡ rồi. Mà cũng gắng đi mừng để mà mình trang trải cuộc sống. Vợ thì dậm lúa hai chồng luôn ha? Dạ, không gài hai vợ chồng đi dậm lúa. Ừ. Mà mấy bữa nay là người ta hết rồi. Hết đồng rồi không? Dạ. Rồi đi lụm ốc lại. Bây giờ thì ở nhà ngày để coi có ai mướn làm gì mình đi làm nữa. Ừ. Rồi. Kiếm việc làm nữa. Ừ. Mới đi sinh ta chắc cỡ 2-3 ngày nó mới được đi dậm nữa. Rồi bữa nay là không có sức kem đúng không? Không. Bữa là thấy sức kem gõ gạng có đúng hay không? Giờ nói thiệt đi. Trời, em cũng sức đâu, tết tới giờ em sức mà. Ừ, nãy bữa nói sức mà nói không. À, tại nhỏ em đó kêu chị Hai sức đi cho nó... Cho nó trắng. Nó trắng trắng tí đi đám cưới đám gì đó. Ừ. Cho nó sáng. Nhưng ta nhưng mà hôm bữa là người ta bắt gặp là được. Bữa là có sức phải không? Có đó, nó vậy đó, nó hỏi cho ra rõ rõ luôn. Bữa có rõ ràng tên. Ừ.
bữa hổm đó em cũng thấy mà tôi còn cãi nữa không chứ không bởi vì không có qua mặt tôi được đâu, tôi nhìn biết là nó biết cái chỗ nào ấy chân gà, không qua mặt tôi được. Thôi bây giờ nhà đã có rồi, ta nói là an cư thì mới lập nghiệp, nhà thì có rồi, cố gắng làm việc để nuôi sống gia đình và bản thân nghe anh Long. Yeah. Sau này không ai giúp nữa đâu, cái này là cái cần câu nè, cần câu này rất là lớn nha. Sáng đi làm mệt cỡ nào mệt về có cái nhà ở cứng cáp đàng hoàng, mình thấy mình thoải mái chưa? Bây giờ mình có nhà rồi, mốt mình gắng đi làm nuôi con chứ mình gìn dụng mua này mua nọ nữa, rồi nuôi gà nuôi vịt gì đó, mình kiếm lời nữa. Biết gì tốt để coi coi để sao, để nửa xong nhà có 1-2 tháng em lại cho coi như có đúng như lời hứa không ha. Nói sao mà như vậy, tại vì lưu hết màn hình nữa nghe, không có kiểu mà đâu có cãi, rồi mình đi làm thì mình nói đi làm, không có đổ thừa mà tại với bị, tôi sợ từ tại với từ bị lắm. Không, em không đợi thừa tại hay là bị gì đâu. Em có sức thì em đi làm, chứ em mệt thì em ở nhà. Bữa nào cũng mệt thì sao chết luôn à. Rồi bữa nào thì mình mệt ở nhà, mình không mệt thì mình đi làm. Bây giờ đâu có gì đâu mệt, nhớ xong rồi đó, con lớn hết trơn rồi, anh Long thì đừng có làm gì cho vợ mệt đi nghe. Có làm gì đâu mệt. Còn không? Không. Lâu lâu có khỉa không? Lâu lâu có lần. Nói sao mà anh thợ hò nó cào con, nó bị chày con, nó vui lắm đấy à. Khỉa bớt khỉa đi. Bớt rồi. Bữa giờ có cự lộn gì không? Có vui vẻ không? Không, bình thường à. Thấy hai chồng giờ hạnh phúc chưa? Cũng hạnh phúc rồi, Bika có nhà mới bây giờ vui rồi. Vui lắm ha. Quá trời mừng luôn. Để đứng đây nè, trời nãy giờ đứng tách hai vợ chồng. Đứng cái vợ đi không anh? Cỡ gì nữa giờ thương nhau nghe. Cố gắng làm sao để mà sau này tôi lợi là em lợi á, phải thấy là mua được cái tivi 80 inch hay 90 inch gì đó gắn ở nhà nha. Dạ cũng gắn, cũng muốn mà bây giờ thì mình gắn làm thôi, được, tới đâu hay tới đó. Mình cũng gắn làm. Sao đổ mồ hôi dữ vậy, đứng cái vợ chưa về đổ mồ hôi hột rồi anh? Tại nãy giờ đi đẩy cá. Đẩy cá dưới. Anh hứa luôn đi, rồi xong nhà ấy đó anh hứa sao sau này có nhà xong rồi anh hứa làm gì cho vợ, anh nói coi cho nghe coi thử coi. Nói chỉ vợ anh coi, hứa với bà con cô bác Mạnh Thường Quân luôn á. Là hứa với cô chú Mạnh Thường Quân với cô Mạnh Thường Quê luôn. Hứa với vợ luôn là em gắng bằng để cho mà vợ được cuộc sống nó cho nó sống thoải mái, cho con nó đi ăn học. Mà nói là anh nói nghe này vợ yêu ơi. Dạ, vợ yêu ơi. Rồi, chồng nói vợ sao, vợ phải nói là em nghe nè anh yêu ơi. Nghe thấy làm hồi ra không vợ cái cho khán giả thấy tình thương thương cái. Vợ đâu sức kem đâu bữa nay sợ. Có dám hôn trước màn hình không? Có không? Có. Thôi là thử cái cho nên em không nhìn đâu, em không có nhìn đâu. Đó, thấy chưa? Tính có lén nhìn tao không? Có thấy không? Có thấy không? Nhìn bên đây mà giống như xéo xéo, mắt cặp mắt xéo xéo, nhìn cũng thấy. Là anh thấy có hôn rồi phải không? Ừ, thấy rồi. Hôn này có bị miệng cưỡng không là sao không? Không. Sao cảm thấy chồng hôn rồi thấy cảm giác vui sao không? Cảm giác cũng vui. Dạ. Vui, tối nay đừng có vui nữa nghe, vui quá chớ không được nghe. Vui quá là mệt lắm á. Không sao, kế hoạch quá gia đình rồi anh Tuấn ơi. Thấy ba mẹ hôn nhau cái con cứ kéo lôi không hả? Kìa, đi ba chỗ tà sụi kìa. Đi ba chỗ tà sụi kìa. Tà sụi đang ăn xoài kìa. Bây giờ cũng em thì góp cái gì thôi thì nhà cũng sắp xong rồi, cố gắng nói chung là ai tay làm thì hành nhai, không làm thì nhịn đói thôi, không ai giúp mình hoài đâu. Mạnh Thường Quân là đại diện cất nhà cho mình, cũng như là một cái cần câu để mình đi kiếm cơm cái gì đó. Nếu mà cho anh cá anh thí dụ cho anh 50 triệu, 70 triệu, 80 triệu anh cũng xài hết à. Không phải là bạn nói về vấn đề gì của chú chị, bạn chỉ biết là những cái hoàn cảnh nếu mà mình đưa cho họ vài chục triệu chưa chắc là họ là làm những cái gì nên chuyện đâu. Là có khi quay vài tháng cái quay lại xem họ là nó tại này trả người này trả người kia. Đúng như vậy luôn á. Đúng rồi. Thì mỗi hoàn cảnh đó họ xài phung phí với mình, hỏi tới tiền thì người ta nói là lý do bệnh mua này mua kia rồi trả tiền những gì đó trước giờ. Mà thật chất là hai vợ chồng là không có thiếu nợ ai phải không? Dạ không có thiếu ai hết. Chỉ là nói chung là làm bữa nào xào cái đó phải không? Thì làm để nhiêu mình ăn nhiêu, để nhiều thì mình ăn cho nó có sức chút.
còn được ít thì mình cứ ăn nhín nhín để dành ngày mai hoặc là ngày mốt mình ăn nữa. Nếu mà thiếu mình thiếu mẹ, đâu thiếu ai đâu, thiếu mẹ. Lâu lâu mình mượn 100, 200 mà. Chứ mình có tiền thì mình trả lại, không có tiền thì thiếu nữa. Chứ mượn không trả ai cho mượn nữa. Mượn phải trả. Chừng nào cho ai lấy. Nói anh em chứ gì đó, nhưng mà dính líu tới tiền bạc á dễ xích mích lắm á nghe. Đúng rồi, mượn mình phải trả mà chừng nào người ta cho thì mình lấy. Đúng rồi, nên cái nào cho là khác, mượn là khác. Cho là khác, mượn là khác. Đừng có nói mẹ của chị, mẹ vợ, mẹ chồng cũng đâu có làm gì được đâu, phải nuôi con của Duyên nữa, là sau này con của Duyên hỗ trợ con Duyên đó nha. Lại trước là lúc đám ma Duyên á là con hứa rồi á. Có đúng sự thật như vậy không? Đúng. Nếu mà không chồng cái nữa đi, cho vợ không không? Cho. Yeah. Thôi để coi Hùng game thế nào rồi. Nói chung là muốn làm như vậy cho hai vợ chồng phải biết thương nhau. Nói chung cái gì cũng vậy, trong nhà ta nói là hai vợ chồng có cái nụ cười với nhau và đồng tình với nhau thì mọi việc nó sẽ suôn sẻ, đúng không anh Tấn? Đúng rồi. Ta nói đồng vợ đồng chồng thì đồng tất cả biển đông. Tất cả biển đông. Còn khi vợ một nơi chồng một nơi rồi làm việc gì cũng không có được đâu. Không có được suôn sẻ đâu. Đúng rồi, phải hợp tác nhau. Rồi như vậy nghe, vui vẻ. Kính thưa tất cả các chú chị quý khán giả, bây giờ một bản xin khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô Mạch Kim Huê và tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua cũng như là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng sau này và tiếp nữa sẽ được Mạnh Thần Bưng cùng chung tay với kênh của Hoàng Bảnh để đi giúp những cái hoàn cảnh khó khăn, để có một cái ngôi nhà hay là gì đó để giúp cho họ có cái sự vươn lên, giúp đúng nơi đúng chỗ và đúng hoàn cảnh. Bây giờ xin hết video tại đây, xin chào và hẹn gặp lại.